Xin chào mọi người, vậy cũng đã gần đến ngày Giáng sinh rồi. Hôm nay gia đình nhỏ của mình bỏ cây thông Noel lên và cả nhà cùng nhau trang trí cây thông Noel. Thông này là thông giả chứ không phải thông thiệt đâu nha mọi người. Thì cây thông này mình mua hồi năm ngoái. Đấy, mình cứ dùng xong là mình bỏ vào trong cái thùng, mình cất kỹ đi thì Giáng sinh sau thì mình dùng lại tiếp. Khi nào mà cảm thấy mà nó không còn đẹp nữa thì mình mua cây mới. Những đồ mà để trang trí cây thông Noel thì mình cũng để dành hồi năm ngoái. Hôm nay thì mình mang ra để trang trí cho cây thông Noel. Cả nhà ơi, làm ơn xem hết video này, xem hành trình cả nhà mình trang trí cây thông Noel như thế nào nha. Cả nhà mình hôm nay trang trí xong cây thông Noel thì ở ngoài có tuyết rơi. Rơi dày lắm mọi người ơi, lạnh quá trời luôn à. Trang trí cây thông xong thì cũng trễ rồi, cho nên không cho các con ra chơi tuyết. Thì bây giờ đang chuẩn bị ăn tối, cho nên mình để các con ăn tối nè. Đây là mình chuẩn bị đồ ăn tối đây, sườn cừu nướng. Hai đứa nhỏ của nhà mình thì cũng thích thịt cừu, cho nên mình cũng hay nướng như vậy cho các bạn nhỏ ăn. Thường thường người Anh nướng những cái đồ như vậy thì cũng là một cái loại roast dinner.
cái bánh này giống dạng bánh mì mà giòn giòn nướng lên á, ngon lắm mọi người ạ. Bỏ gravy vô ăn giòn giòn mấy đứa nhỏ thích lắm. Dựng cây thông lên với trang trí cây thông xong thì cả nhà ai cũng mệt và đói bụng. Bây giờ có đồ ăn nướng xong rồi, ngon quá trời luôn à. Ở ngoài thì tuyết đang rơi dày với lạnh, nhưng mà bây giờ đang ăn uống hơi trễ quá thì mình không có cho các con mình ra được. Đây bây giờ cả nhà mình ăn đồ nướng, thịt nướng thì giống như là ăn của cái ngày Noel ấy, Christmas roast dinner. Mình nướng thịt nướng riêng, còn rau củ với lại khoai lang thì mình nướng riêng. Mình nướng xong rồi khi dọn ra ăn thì mình bỏ chung luôn một cái khay vậy luôn á, để cho cả nhà dễ thấy. Mình là cũng phân cứng với lại cái bánh mì này đó nha. Đây là cái dĩa của mình tự gấp đồ ăn. Mình muốn gấp cái gì, mình thích cái gì thì mình gấp ra nha. Mình đợi sáng hôm sau mình cho các con ra chơi tuyết nha. Đây mình có quả ông trồng hãm chưa, bầy con đôi mình nè, đó. Thời tiết thay đổi quá lạnh rồi, mọi người nhớ giữ ấm mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Mọi người ơi làm ơn nhớ bấm like and subscribe kênh của mình với nhé. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye.